quê hương ân nặng nghĩa tình, là nơi sinh ra mỗi con người chúng ta. Quê hương có tiếng hát du ầu ơ của mẹ, du ta từ thuở lọt lòng, và tiếng hát du của mẹ lắng đọng theo ta đi suốt cuộc đời. Quê hương như người cha già, nó bình dị giống như cây tre khóm trúc, nhưng cũng rất cứng cỏi, hiên ngang vượt qua được những bão táp phong ba của cuộc đời để nuôi ta khôn lớn trưởng thành. Quê hương là cội nguồn của tổ tiên, là nơi chôn rau cắt rốn, nơi có biết bao nhiêu kỷ niệm thân thương của tuổi ấu thơ. Quê hương gắn liền với cây đa bến nước, với những con đường dòng sông cây cầu, và những cánh cò bay lả trên những cánh đồng bát ngát hương quê. Quê hương là những gì khó quên nhất trong tâm thức của mỗi con người. Quê hương trong mỗi con người chúng ta thiêng liêng như vậy đó. Cho nên dù đi đâu, về đâu, lúc nào ta cũng nhớ về quê hương bằng tình cảm trong sáng và thiết tha đến vô cùng. Cây có cội, nước có nguồn, chim có tổ, người có tông. Cây có gốc mới trổ cành xanh lá, nước bởi có nguồn mới thành biển cả, sông sâu. Con người nguồn gốc ở đâu? Nhờ tổ tiên trước, kiếp sau có mình. Hoa cau rụng trắng ngoài thềm, quê hương là cậu trẻ nhỏ, mẹ về đón lá nghiêng tre. Thank you.
Trừ trùng tà ám khí, để cho thân xác được tiêu sinh tịnh độ, thần hồn được thoát hóa nơi tiên cảnh bồng lăng, và cũng mong cầu cho hồn thiêng luôn phù hộ độ trì cho con cháu, cho gia quyến được yên bình hạnh phúc. Theo phong tục của người Việt Nam ta, trong toàn bộ nghi lễ viếng tiễn người quá cố, giờ phân niệm nhập quan được coi là những giây phút đặc biệt thiêng liêng, bởi đây là khoảnh khắc người thân đang ở thế giới hữu hình, là một cơ thể bằng xương bằng thịt như tất cả mọi người, sẽ bước sang một thế giới mới xa cách hoàn toàn của vũ trụ thần linh. Để rồi một mai thi cốt người thân sẽ tan hòa về nơi cát bụi hoang sơ. Có lẽ vì vậy mà lúc này đây ai cũng muốn có mặt để được nhìn ngắm dung mạo thân thương của mẹ, của bà, của cô, của bác thân yêu lần cuối. Để rồi ngày mai, ngày kia mãi mãi chia xa. Bắt tay ra ngồi.
Vậy là mẹ đã đi thật rồi mẹ ơi, cơn giông đã lặn, đất trời đã yên. Mẹ sao đã vội quy tiên, để cho bao khúc ruột mềm quặn đắng. Mẹ ơi, mẹ vội đi đâu, chúng con chưa kịp nói câu giã từ. Mẹ đã khuất thật rồi ư, bàng hoàng đau buốt như từ chiêm bao. Sông sâu vực thẳm trời cao, hồn mẹ đang ở nơi nào mẹ ơi? Khóc than dẫu động đất trời, cũng không thấu đạt lòng người biệt ly. Từ đây mẹ mãi ra đi, cháu con còn biết lấy gì đền ơn. Đớn đau chìm giữa khói hương, tái tê nức nở sầu thương khóc người. Thương nhớ bà cỏ cây xào xạc, cá xôn xao mặt nước chiều tà. Bà ơi, người mẹ muôn vàn tính yêu của chúng con ơi, dù có phải lên tận trời cao hay xuống cùng đáy biển để lấy thuốc cứu người sống lại, thì chúng con vẫn không ngần ngại hiểm nguy. Nhưng than ôi, sinh có hạn, tử bất kỳ, trên đời này ai mà cưỡng được mệnh trời. Chỉ trách thay tạo hóa xoay vần tử thần nghiệt ngã. Cuộc đời mẹ bao phần vất vả, từ thuở hàn vi phải chất chiêu từng bát gạo củ khoai. Mẹ đã cùng cha tần tảo sớm khuya nuôi nấng chúng con khôn lớn nên người. Chúng con hằng mong ước cha mẹ được thọ trường cùng con cháu xuân vầy giang thất, để phần nào bù đắp lại cái thời đói bát cơm ăn, thiếu manh áo mặc. Những con cháu ở xa chưa kịp về sum họp, chưa hưởng lạc đoàn viên, thì mẹ đã vội theo hầu tiên tổ. Tục ngữ có câu: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho trọn chữ hiếu mới là đạo con. Câu ca dao ấy tuy rất mộc mạc, dễ hiểu dễ thuộc, không biết có từ bao giờ, từ đời nọ sang đời kia, nhằm nhắc nhở chúng ta phải luôn luôn nhớ ơn đến công lao to lớn của ông bà cha mẹ, người đã có công sinh thành nuôi dưỡng và dạy dỗ chúng ta từ khi còn trong bụng mẹ đến lúc chào đời chập chững biết đi, cho đến hết cuộc đời. Công lao to lớn ấy không có gì có thể sánh được, do đó nó được ví như biển rộng trời cao, như nước trên nguồn chảy mãi không cạn. Đã là người, ai cũng có ông bà cha mẹ. Đó là những người đã sinh thành dưỡng dục chúng ta khôn lớn. Cây có cội, người có tông, ai ai cũng có cha mẹ, quê hương, anh em bạn bè để nhớ nhung. Dù phải hy sinh cả tính mạng, dù phải đêm hôm làm lụng vất vả, vượt qua bao khó khăn nguy hiểm, ăn đói mặc rách,
luôn cố gắng để dành những gì tốt đẹp nhất cho những đứa con. Mẹ chúng tôi đã phải 9 tháng 10 ngày cưu mang, 3 năm bồng ẵng, chăm sóc lo lắng cho anh chị em chúng tôi mỗi khi trái gió trở trời. Mẹ mừng vui khi các con bình an vô sự, thấp thỏm lo âu khi các con có đứa ốm đau. Vì ngày mai tươi sáng của các con, mẹ đã phải vượt qua bao gian nan, buôn bán tảo tần, đi ngược về xuôi, đi sớm về tối, dãi dầm mưa nắng, buôn ba khắp nẻo đường đời. Công ơn cha mẹ, chúng tôi ví như biển rộng trời cao, dù có nói gì cũng không thể nào nói hết được. Cha đã tiếp cho chúng tôi sức sống và niềm tin và hy vọng. Mẹ đã cho chúng tôi những lời ru ngọt ngào và chỉ mến, dìu dắt chúng tôi từ khi chập chững biết đi đến lúc trưởng thành. Bao vất vả khó khăn đã hằn những vết nhăn trên trán mẹ, mưa nắng cuộc đời đã làm tóc mẹ, tóc cha pha xương. Chúng con dù đứa sống xa quê, cũng như có đứa còn ngược xuôi về đâu, thì mái nhà thân quen, nơi có cha có mẹ, vẫn đứng mong đợi những đứa con trở về. Dù chúng tôi có cuộc sống ấm no, thành đạt, thì đêm đêm, cha mẹ vẫn bồn chồn lo lắng. Mở đầu chương trình là lễ phát tang, thay mặt cho ban tổ chức, kính mời ban nhạc gửi ba hồn chống lại. Kính mời một vị thay mặt cho con cháu nhất tâm thành kính dâng mẹ một tròn nhang. Ban hành lễ trân trọng kính mời ông nhất tâm thành kính dâng mẹ một tròn rượu. Oh.
thành kính mời chân linh mẹ Lê Thị Quý gần bay la xa bay vòng kính mời chân linh mẹ về ngồi trên linh đài để con cháu của mẹ được kính lễ. Kính lại anh linh thần tổ, kính lại chân linh mẹ, đi khắp thế gian không ai cơ hàn bằng mẹ, mang cả tấm thân gầy mẹ che chở cho chúng con, chắc chiêu trong tâm vun hạt giống cho tròn, ân đức của mẹ rộng như tròn bể. Hôm nay đây mẹ thất xa trần thế, để chúng con gạt lệ sầu bi. Cháu con không lấy gì báo đáp được, nhất tâm dâng lên mẹ một tuần gia, kính dâng lên mẹ một tuần rượu, tưởng nhớ đến chín chữ củ lao của mẹ. Từ giờ phút này, cháu con xin thay khăn đổi áo, đứng trước linh đài của mẹ có đôi lời than rằng: tha nơi gió thổi nhà khuyên mây che núi dĩ, chỉ phút giây thôi mà khuyết lệ chúng con rơi. Vậy là từ nay đâu còn bóng dáng mẹ trên cõi đời, mẫu tử tình thâm cốt nhục ly tan. 97 tuổi đời, 97 tuổi đời mẹ đã đóng cửa trần gian, mẹ rời dương thế về nơi của Phật, để chúng con nặng niềm thương tiếc. Cũng như lại mẹ, chúng con nhớ mẹ xưa vội nắng dầm mưa, thân nam đã chân chiêu sống chưa lo cuộc sống, thắt lưng một bực đơn mong ngày nóng, chỉ ước ao chúng con buộc nên người. Nhân nghĩa lễ chí tín ở đời, lời mẹ dạy chúng con xin tạc xạ. Nay cháu con của mẹ đã thành sự nghiệp, vậy mà sự hưởng thụ của mẹ chẳng được là bao. Chúng con muốn đáp đền mẹ nào có nhận, quốc dục ân thân đông hải đại, sinh thành nghĩa trọng thái sơn cao. Ơn dưỡng dục sâu hơn biển cả, nghĩa sinh thành cao hơn núi Thái Sơn. Tưởng nhớ đến ân đức của mẹ, chúng con đứng trước linh đài của mẹ khóc mà than rằng: thà nơi cả huyện trượt leo núi thẳng, nghĩ bay người bỏ tuổi chưa trăm năm cô chồng đã rụng lên. Ngày xưa ba hạt mà sức yêu trùi nên, chúng ta bước bằng công tác nghĩa đền, ôm sơn hải há thẳng một ngoài sơn tôi. Thà đôi biết ngọt mùi ngon, chúng con chưa hạ xả đông nồng hạ mát, chúng con chưa hạ ân thần khóc đã còn thiếu son, lúc nở than đã hoa hồng hồng. Chúng con vượt hàng đau bụng rồi, hài hàng nước mắt tuôn luôn. Mẹ ơi chúng con đã mày sống tàn chê, đành ngập ngùi theo lễ ngày làm thành kinh dâng lên lễ bà, giả ước đời mình giảng mẹ sẽ đi soi. Thế là từ nay các con gầy khăn tuân cứ nối thường, mẫu tử tình thâm độ tiếc thương, thấm được từng đời tuôn suối mẹ, thành chúng giáp ta lễ cổ truyền. Mời
nam nữ tử tôn hôn tế xuất đội ngoại chúng tôn đồng gia quyến đảng lễ tạ cụ ba lễ. Thưa toàn thể gia ta, lễ pháp phục của cụ đã xong. Để tưởng nhớ đến ơn đức của cụ suốt được cuộc đời gian truân vất vả, mời con cháu nhất tâm thành kính dâng cụ một tuần hương để kính tiễn cụ về nương bóng Phật. Thank you.
Hưng Yên đoàn quận sửa nghi lễ về đây để kính viếng chân linh cụ, mời gia đình em Hào cùng các cháu vào dâng lễ làm lễ viếng. Mời một vị thay mặt cho đoàn lên dâng hương. Các em là gia đình em Hào cùng các cháu nghe tin cùng bách tướng Vi Kỳ về nương bóng tổ, đoàn có sửa nghi lễ trước nhất là về đây kính viếng chân linh cụ, sau là có lời chia buồn thống thiết với gia tăng để kính viếng cụ đời đời thảnh thơi nơi gói Phật. Đoàn nghiêm trang xin bái biệt cụ và đoàn nhà bái biệt cụ. Thay mặt lên tổ chức xin cảm ơn đoàn. Tàu bỏ cỏ một người mất đi cả họ tiếc thương, vòng hoa tươi với một tuần hương để kính tiễn cùng quý về nương bóng tổ. Chúng ta lễ viếng qua họ đội Nguyễn Thành sửa cái lễ về đây kính viếng, bài đoàn vào dân hương và có lời tưởng niệm. Nghiêm phút tưởng niệm bắt đầu.
Mời câu lạc bộ đạo mẫu Phúc Thủy Linh từ Hương Yên vào dâng hương hoa làm lễ nhớ.
và Nam Quyến. Nhận được tin cụ 250 về với tiên tổ, chúng cháu là con cháu cùng thông gia với cụ có lời chia buồn cùng Nam Quyến để xin một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Hôm nay nhận tin cụ 250 về
vòng hoa tươi nén hương đến tứ viếng vương hậu cung. Trong lúc chia ly, gia đình chúng tôi không biết nói gì hơn, chỉ có một phút một điện, phút một điện bắt đầu. Quê nhà bảy đây kinh viếng chân lên cụ, mời tập thể xóm bảy tập sen vào dâng hương hoa làm lễ viếng. Thank you.
tôi bên cạnh mẹ hiền yêu ơi, phần con chữ ơn chữ hiểu chưa cho. Nỗi niềm thương nhớ là bao, ân tình nghĩa nặng đậm sâu. Thương nhớ bà cỏ cây xào xạc, cá xôn xao mặt nước chiều tà. Bà ơi, người mẹ muôn vàn kính yêu của chúng con ơi, dù có phải lên tận trời cao hay xuống cùng đáy biển để lấy thuốc cứu người sống lại, thì chúng con vẫn không ngần ngại hiểm nguy. Nhưng than ôi, sinh có hạn, tử bất kỳ, trên đời này ai mà cưỡng được mệnh trời. Chỉ trách thay tạo hóa xoay vần, tử thần nghiệt ngã. Cuộc đời mẹ bao phần vất vả, từ thuở hàn vi phải chắt chiu từng bát gạo củ khoai. Mẹ đã cùng cha tần tảo sớm khuya nuôi nấng chúng con khôn lớn nên người. Chúng con hằng mong ước cha mẹ được thọ trường cùng con cháu sum vầy gia thất, để phần nào bù đắp lại cái thời đói bát cơm ăn, thiếu manh áo mặc. Những con cháu ở xa chưa kịp về sum họp, chưa hưởng lạc đoàn viên, thì mẹ đã vội theo hầu tiên tổ. Những nén hương thơm lần lượt được dâng lên cung kính, gửi khói hương bay cho hồn người chứng giám tấm lòng gia tộc cháu con. Lời mẹ dạy là lời di chúc, chúng con xin nguyện để trong tim và sẽ sống cho linh hồn người thanh thản. Về trước linh vị bà thắp nén tâm hương, ai nấy đều xúc động cảm thương. Người xưa nay đã còn đâu, chỉ còn mây bạc lòng sầu nhớ thương. Ra vào lòng dạ vấn vương, bóng hình cố mẫu muôn phương một mẫu. Cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an đắc bình an. Chúng cháu xin bái biệt bà và các cháu lễ bà. Cảm ơn các cháu và đoàn gia bà đã cháu trước và đã giúp gia đình. Từ lúc sinh thời cho đến tuổi cao, bà sống giản dị chân tình. Công tác xã hội, việc gia đình, bà đều chăm lo hoàn thành tốt trách nhiệm của mình. Bà biết quan tâm đến mọi người, nên bà được nhiều người yêu, tin và kính trọng. Đối với con, cháu xa gần, gái trai, dâu rể, bình đẳng, nên gia đình hòa thuận nền nếp. Đúng là cha mẹ cần mẫn thật thà, nên con cháu cũng nết na chuyên cần. Tình thân xa cũng nên gần, đức nhân có phúc có phần về sau. Được tin bà
250 quy tổng kiên tổ. Bà con núi xóm, nghĩa khách gần xa, đã không quản trăm công nghìn việc, không quản đường xá xa xôi, đã dành thì giờ công sức đáng kể về thăm viếng và chia sẻ nỗi đau buồn cùng tang quyến. Thật cảm động biết bao trước sự có mặt, sự quan tâm của mọi người. Ân nghĩa này thật là cao rộng. Con cháu xin ghi lòng tạc dạ và xin được cúi đầu đa tạ. Bà thương quý cháu con, gái trai, dâu rể, nội ngoại, chan hòa. Bà luôn mong cho con cháu vui, nhà nhà hạnh phúc. Thì giờ đây, trong giây phút thiêng liêng này, ai cũng muốn được đến gần bên bà, được nhìn bà hồi lâu, được nhìn lần cuối nữa. Hình ảnh người đã đi vào tâm trí, tâm hồn người như một tấm gương trong, cho con cháu cùng được soi chung, trong suy ngẫm để tự sửa mình. Thật vậy, sinh thành đạo đức do phụ mẫu, từ hiếu chân tâm tại tử tôn. Kính thưa hương hồn cụ Lê Thị Quý, thưa toàn thể gia đình tăng quyến, được tin cụ 250 về với tiên tổ, toàn thể anh chị em câu lạc bộ đạo mẫu tỉnh Hưng Yên đến có vòng hoa tươi, nén hương thơm, kính viếng hương hồn cụ, chúc cụ nơi sới vàng ăn giấc ngàn thu. Để tỏ lòng thương tiếc trước lúc chia ly vĩnh biệt cụ, đề nghị chúng ta để một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Kính thưa hương hồn cụ Lê Thị Quý, thưa toàn thể gia đình tăng quyến, được tin cụ 250 về với tiên tổ. Hội Di sản Văn hóa Thăng Long Hà Nội đến có nén hương thơm, kính viếng hương hồn cụ, chúc cụ nơi sới vàng ăn giấc ngàn thu. Để tỏ lòng thương tiếc vĩnh biệt cụ trước lúc chia đi, xin để một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Trước nhất là về đây kinh viếng chân linh của tôi, sau là có lời chia buồn thống thiết với gia tăng chúng tôi. Thay mặt cho ban tổ chức tang lễ và gia đình, thưa các già của quê, vâng, cụ Lê Thị Quý đã về cõi vĩnh hằng. Gia đình có thỉnh mời đạo tràng chúng tôi đến tụng kiến kinh cầu chiêu cho cụ. Bây giờ là xin phép được bắt đầu tụng kinh. A Di Đà Phật. Chúng sanh tánh thường không lặng đạo cả.
Được tin
chi thân chúng tôi có vòng hoa thơm, có vòng hoa tươi, có nén nhang thơm trước linh hồn cụ. Sau đây tôi xin trân trọng kính mời bà Đào Thị Hiền, chủ tịch hội người cao tuổi xã Chi Tân nên đọc lời biếu. Kính thưa hương hồn Lê Thị Quý, kính thưa gia đình Tam Quyến, hội người cao tuổi xã Chi Tân đang ra sức thi đua thực hiện phong trào của cao lương sáng, lập thành tích chào mừng ngày truyền thống của hội người cao tuổi Việt Nam, thì nhận được tin cụ đã về hầu tiên tổ, hội vô cùng xúc động. Cụ Lê Thị Quý là hội viên hội người cao tuổi xã Chi Tân, cụ hoạt động sinh hoạt tại chi hội thôn Nghi Xuyên. Cụ mất đi là tổn thất lớn cho gia đình. Hội người cao tuổi mất đi một hội viên, một cây cao bóng cả. Hôm nay ban chấp hành hội người cao tuổi xã Chi Tân đại diện cho hội viên có vòng hoa tang, có nén tâm nhang để kính viếng hương hồn cụ và chia sẻ nỗi đau thương mất mát cùng tang quyến. Trước ban thờ khói hương bay tỏa, cụ về chúc cụ về nơi suối vàng an giấc ngàn yêu. Tôi đề nghị ban để một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Tiên cổ 250 về với tiên tổ, anh em chúng cháu con em anh đến để kiến về cụ, chúc cụ về nơi suối vàng an giấc ngàn thu, và gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới toàn thể tang quyến. Để tưởng nhớ tới cụ, anh em chúng cháu xin được một chút mặc niệm, chúc mừng bắt đầu. Trước khi gửi lời, không biết nói gì hơn để tỏ lòng thương tiếc cụ là một người mẹ của chị và anh, thì chúng cháu xin phép một phút để mặc lễ. Bắt đầu. Âm dương là âm dương nhị khí ơi nào ai biết gì ở trong lòng luôn những sầu bi.
lòng mà với ruột gan mà chua xót. Mỗi khi vơi đầy sang đến hai ân con em mẹ chịu biết bao tày. Sang đến hai ân con em mẹ chịu biết bao tày. Cứu mang là cứu mang 9 tháng ơi 10 ngày thai sinh nay mà kể từ vách như đất lều tranh ơi nắng y mưa đùm bọc sách lành mẹ luôn những chở che lúc mà ra đời con cất nở tiếng khóc oe oe. Chốc lòng mà chứng nơi mẹ những vỗ về nâng niu sang đến ba ân con ấy ngọn gió mà hắt hiu thân đi gầy mà sữa cạn mẹ chặt chiều mỏi mòn ấy tao tần bú mớm nuôi con. Xong mà bốn ân chứng đây mẹ kể chợ thôn đi về này kể từ hạt gạo đồng quê tao tần khi khuya sớm mẹ lo bề rau cháo con ăn sang đến năm ân con ấy đầm ấm mà chiêu chắn. Con ơi đầm mì ấm chiếu chăn chỗ ướt mẹ nằm chỗ giáo nay mẹ nhường con mẹ tính từng ngày mong cho con lớn con khôn nơi âu lo mấy độ mỏi mòn hôm mai mà sáu ân chung đây mẹ thức kẻ canh dài. Chừng đây mẹ thức kẻ canh dài thuốc thang thời mà bú mớm ơi bộn bè âu lo bấy ân chừng đây con tập lấy tập bò đầu răng cuối dây ơi khúc quyêu sông hồ da heo khôn khuấy. Rời nhà tám mi ân chừng đây mẹ chăm chút không rời lửa tình tình mà theo tính dậy nên người đoan trang chín ân con ơi tách ổ ra ràng học ăn chừng mà học lễ chiếm bảng vàng bằng son mẹ lo bề gia thất cho con. Nên chồng sống nên vợ vẹn toàn lứa đôi mười ân sống đã kể rạch rồi công cha nghĩa mẹ con thời có hay cánh dài. Găng tức dạng khốn nhiều.
Thank you.
cho ban tổ chức tang lễ và gia đình ông chủ trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Ngọc Duyên và ông bà Hiền bốn đoàn chủ nghi lễ về đây cùng với gia đình và bạn bè thân quen. Mời đoàn dân hương rồi ta bạn đến chào Úc Quốc để hiếu chúng tôi đón tiếp. Lời chia buồn sâu sắc nhất và kính viếng hương hồn cụ Lê Thị Quý về nơi an nghỉ cuối cùng được chú viên hoàn tất. Giờ đây nghi lễ dâng hương của đoàn chúng con. Cụ ơi, cụ về phương cảnh biết bàn, họ hàng con cháu xóm làng nhớ thương. Kính thưa các vị đại diện cho đảng chính quyền địa phương, kính thưa ban tổ chức lễ tang, các tín đồ Phật tử cùng toàn thể nhân dân trong xóm ngoài làng, thưa gia đình tang chủ, nhận được tin cụ 250 xa rời trần thế, trong giờ phút âm dương nơi ngả cách biệt này, nhận được lời mời của gia chủ, chúng con đoàn lữ kim nhạc chùa Linh Bảo, quê hương dành nhật văn hóa trạng trì huyện Bình Khiêm, thành phố Hải Phòng, đoàn tới thăm viếng và chia buồn cùng gia quyến và phục vụ cho buổi lễ trang trọng này. Trước ban thờ phong linh cụ, hương trầm khói tỏa, thắp đèn hương thơm tỏ chút lòng thành. Thật đúng là cụ sống có điện có đèn, cụ về cõi Phật chống kèn tiếng tư. Và lễ dân hương của đoàn chúng con xin phép được bắt đầu. Thank you.
Mẹ ơi, chúng con cảm ơn mẹ. Mẹ đã sinh ra chúng con, mẹ đã chịu thao khó khăn vất vả. Thật đúng là nên con với biết lo cao, nuôi con với biết công lao mẹ thầy. Nước có nguồn thì sông mới chảy, hạt thóc vàng có sao cây nước không. Nước nào chẳng chảy về sông, có nuôi con nhỏ mới hiểu lòng mẹ cha. Một đời tạo hóa sinh ra, làm người ai cũng mẹ cha sinh thành. Cây có gốc, lá có ở căn, lá phong dành lá luôn. Suốt đời vất vả nuôi con, 9 tháng đền trường lo âu, tử quản đông bị sự ấm cúng vẫn ướt chân, đền đồng gió rét thanh không, chỗ ướt cha mẹ lầm chỗ giáo nương cô, lùi con nhỏ khéo hoan lòng cha mẹ, bấy đêm ngày lặng lìu thân thương, thuộc thang chăm sóc mọi phương, hòa thơm quả ngọt. Chiều nhung nhớ ngày buồn sắp mất, vọng quê nghèo ruột thắt từng khương, thường về bóng mẹ cô đơn, chiều chiều tự cửa mong con bỏ mòn. Ngày xưa ấy con còn bé nhỏ, chưa bao giờ xa cha mẹ đất khác, lại còn cách trở quãng sông, hướng về thăm mẹ đời hàng lệ sư. Giờ đây đoạn kiếp nhạc, chúng con xin được thay lời cho toàn thể các con, xin được kính dâng lên người mẹ vô cùng kính thương chúc đức đi xa qua bản nhạc Lòng Mẹ. Thank you.
lời mẹ vất vả dặn con. Thắt lưng buộc bộ đôi con, mong con khôn lớn ngoan ngoãn học hành. Lại con đã trưởng thành sanh phúc, lối nghiệp nhà kế tục phong xa. Đền ơn đáp nghĩa cổng mẹ cha, vợ chồng hòa thuận, cửa nhà ấm êm. Thầy hương thơm lòng tưởng nhớ, vô cùng thương tiếc lúc tiễn đưa. Lễ xuân hương của đoàn kiên nhạc cho con đã được trung hiền hoàn tất. Để tưởng nhớ tới hương hồn cổ, xin mời đoàn kiên nhạc dành một phút, phút mặt liền bắt đầu. Thưa toàn thể gia tăng, hôm nay cụ Bách Tuế Nghi Kỳ về với móng Phật, vừa rồi gia đình đã tổ hành lễ dân hương. Bây giờ chuyển sang phần là lễ dân hoa để kinh tiễn cụ đời đời thảnh thơi nơi quán Phật. Và con cháu thành kính, chúng ta nhất tâm thành kính để hướng về linh đài, để ban tiên nhạc dân hoa để cầu cho cụ được thảnh thơi nơi quán Phật. Xin là thay mặt cho ban tổ chức xin là kính mời ban kim nhạc là việc đó. Xin mời các bộ phận và các con cháu thành kính để chuẩn bị cử hành lễ dân hoa. Nam mô A Di Đà Phật. Con giờ này đây đoàn giữ kim nhạc chúng con quê hương chùa Linh Bảo, danh nhân văn hóa chợ Trình Nữ Bình Thiên. Con lại trở về trước hương nhang án điện của chân nhân cụ Lê Thị Quý. Giờ đây con xin được thay lời cho toàn thể các con trai dâu gái rể, các cháu chắc họ hàng đội ngoại của chân linh cô Lê Thị Quý dâng mẹ những cánh hoa tươi để mẹ làm hành trang trước lúc đi xa. Giờ đây cho phép con xin được mời chị em trong đoàn về trước hương nhang án tiền của chân linh cô để chuẩn bị làm nghi lễ dâng hoa. Nam mô A Di Đà lén hương thơm bắt cầu lộ nhớ. Mẹ kính thương ơi, mẹ về,
mẹ chứng giám cho lòng thành anh chị em chồng con. Giờ đây là nghi lễ dâng hương thay cho con trai trưởng cùng toàn thể các con trai dâu gái rể của cô, xin phép được bắt đầu. Hương khói ngọt ngào thơm theo gió chuyến đò cuối cùng. Các con, các cháu, chúng ta sẽ phát tâm giải tiền đò để cho cụ xuôi đò về nơi cửa Phật lần cuối. Lễ dâng hương dâng hoa của đoàn chúng con xin phép được bắt đầu. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Oh,
Sinh thời cho đến tuổi cao, bà sống giản dị chân tình. Công tác xã hội, việc gia đình, bà đều chăm lo hoàn thành tốt trách nhiệm của mình. Bà biết quan tâm đến mọi người, nên bà được nhiều người yêu, tin và kính trọng. Đối với con, cháu xa gần, gái trai, dâu rể, bình đẳng, nên gia đình hòa thuận nền nếp. Đúng là cha mẹ cần mẫn thật thà, nên con cháu cũng nếp na chuyên cần. Tình thân xa cũng nên gần, đức nhân có phúc có phần về sau. Được tin bà 250 quy tổng kiên tổ, bà con đối xóm nghĩa khách gần xa đã không quản trăm công nghìn việc, không quản đường xá xa xôi, đã dành thì giờ công sức đáng kể về thăm viếng và chia sẻ nỗi đau buồn cùng tang quyến. Thật cảm động biết bao trước sự có mặt, sự quan tâm của mọi người. Ân nghĩa này thật là cao rộng. Con cháu xin ghi lòng tạc dạ và xin được cúi đầu đa tạ. Bà thương quý cháu con, gái trai, dâu rể, nội ngoại, chan hòa. Bà luôn mong cho con cháu vui, nhà nhà hạnh phúc. Thì giờ đây, trong giây phút thiêng liêng này, ai cũng muốn được đến gần bên bà, được nhìn bà hồi lâu, được nhìn lần cuối nữa. Hình ảnh người đã đi vào tâm trí, tâm hồn người như một tấm gương trong. Cho con cháu cùng được soi chung, trong suy ngẫm để tự sửa mình. Thật vậy, sinh thành đạo đức do phụ mẫu, từ hiếu chân tâm tại tử tôn. Kính mời các quý vị thay mặt cho các tổ chức chính trị
diện sau của địa phương tiến vào trong linh đài để làm lễ truy điệu. Kính thưa hương hồn cụ Lê Thị Quý, kính thưa gia đình đang quyến, kính thưa các quý vị đại biểu đại diện cho các tổ chức chính trị xã hội trong xã trong thôn cùng toàn thể nhân dân có mặt tại buổi tang lễ. Trong không khí tiết xuân đầu xuân năm 2024, toàn thể nhân dân vừa đón Tết cổ truyền Giáp Thìn và thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa và nhiều lĩnh vực khác, đặc biệt công tác tuyên truyền đến nhân dân đồng thuận với chủ trương của các cấp chính quyền về việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, thì thôn nhà nhận tin buồn. Cụ Lê Thị Quý sinh năm 1928, do bệnh tuổi già, mặc dù đã được các con, các cháu phụng dưỡng, song do tuổi cao, sức cùng lực kiệt, cụ đã trăm tuổi quy tiên vào hồi 2 giờ 50 phút chiều ngày 1 tháng 2 năm Giáp Thìn. Cụ hưởng thượng thọ 97 tuổi, ở tuổi xưa nay hiếm. Hôm nay, chính quyền địa Hội Người Cao Tuổi xã Chí Tân, Hội Phật Tử Chùa Cót, các cụ hai giới cùng toàn thể họ hàng nội ngoại, con cháu xa gần, bạn bè bằng hữu, các gia đình thông gia với đại gia đình đã đến thăm hỏi, chia buồn, viếng tang và đưa tiễn cụ về miền Tây Phương cực lạc. Với tình cảm tiếc thương cụ, thành viên Hội Người Cao Tuổi qua đời, Ban chấp hành chi hội người cao tuổi thôn Lý Xuyên cùng các cụ hai giới trong thôn thành tâm thắp nén tâm hương, đặt vòng hoa tang kính viếng hương hồn cụ quý. Mời đoàn vào viếng tang. Mời đoàn ban chấp hành chi hội nông dân vào thắp hương đặt vòng hoa tang kính ngưỡng hương hồn cụ quý hội viên hội nông dân. Xin mời đoàn ban chấp hành chi hội phụ nữ vào đặt vòng hoa tang thắp nén tâm hương kính viếng hương hồn cụ Lê Thị Quý. Tiếp theo ban tang lễ mời đoàn ban công tác mặt trận thôn đại diện cho cán bộ và nhân dân thôn Lý Xuyên do Đỗ Bá Huấn trưởng ban vào đặt vòng hoa tang thắp nén tâm hương kính viếng hương hồn cụ Lê Thị Quý. Kính thưa vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân dự tang lễ, cụ Lê Thị Quý sinh năm 1928 tại thị xã Hưng Yên. Khi còn tuổi thơ, cụ sống dưới chế độ thực dân phong kiến, chịu trong cảnh xã hội nghèo khổ, nam nữ vất vả. Đến tuổi trưởng thành, cụ xây dựng gia đình, làm dâu con dòng họ Nguyễn Thành tại thôn Nguy Xuyên, xã Chí Tân. Cụ sinh hạ được 5 người con gái, có được 10 cháu, 18 cháu và 31 chắt. Các con cháu của cụ đã yên về gia thất. Công lao
sinh thành dưỡng nuôi của cụ cho xã hội, những người con cháu chất đạo đức tốt, có trách nhiệm đóng góp sức lực xây dựng quê hương. Khi sinh thời, cụ Quý là người phụ nữ cẩn thận, tần tảo lao động buôn bán để nuôi dạy con cái, xây dựng gia đình cho các con, chăm sóc các cháu chắc cụ đã làm tròn trách nhiệm của người vợ, người mẹ, người bà, người cụ. Đối với xã hội, bản thân cụ và gia đình luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách nhà nước. Bản thân cụ Quý đã có những năm tháng công đức sức lực kiến thiết xây dựng đình đền của làng. Cụ luôn được mọi người trong thôn ngoài xã quý mến kính trọng. Kính thưa các quý vị đại biểu, quy luật sinh lão bệnh tử không trừ một ai. Ở tuổi 97 xưa nay hiếm, cụ ra đi thanh thản, chút gánh nặng hồng trần về với miền cực lạc, về với tổ tiên, vui với nắng sớm mây chiều, vui với ẩm lai tiên cảnh. Hồn người cao tuổi mất đi một cây cao bóng cả, phản mát cho đời. Thế là từ nay, họ hàng nội ngoại, con cháu xa gần, làng xóm không bao giờ còn được gặp cụ Quý đáng kính nữa. Kính chúc cụ an giấc ngàn thu, hương linh cụ dưới suối vàng siêu sinh tịnh độ, phù hộ độ trì cho con cháu kiến pháp bền vững. Để tiễn biệt cụ, toàn thể tang lễ để một phút mặc niệm, phút mặc niệm bắt đầu. Xin giới thiệu thân nhân gia đình nên có lời cảm tạ tang lễ. Trước hết, thưa các cụ, các ông, các bà và toàn thể các cơ quan đoàn thể đại diện cho chính quyền địa phương, thế rồi là tất cả là cũng xin thay mặt vì là chị gái tôi thì xây dựng quê hương trên này thì là xa thôi. Thế còn anh em tôi thực tư không yên cơ. Thế cho nên là đôi khi mà lên đây thì thực ra nói là chị gái tôi sống ở trên này bao năm, trước hết là nhờ là chính quyền địa phương và thôn Nghi Xuyên trên này mà đã chị tôi đã trọn vẹn sống ở trên này được khoảng 5-60 năm ở trên này, nên chị tôi thì nói chung là cũng khổ. Thế còn khi mà chị tôi không may, mà đây là tuổi già thôi, cũng không ốm đau gì cả. Tuổi già thì chị tôi là bác sĩ và nói chung của bác sĩ, thế rồi con cái của bà chị tôi hết sức chăm sóc, nhưng vì tuổi cao sức yếu không thể để cứu vãn được. Thế chị tôi mất đi như thế thì trước hết là được sự quan tâm của chính quyền địa phương cũng như các cơ quan đoàn thể trên này. Thế rồi hiện tại ở cái thôn gần đây thì đã quan tâm đến chị tôi, trước hết là về để thăm viếng chị tôi, thế rồi để lo toan chị tôi, và cũng là để đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng. Thì trước hết chúng tôi chỉ biết là xin cảm ơn các cơ quan đoàn thể ở Nghi Xuyên đây và tất cả chính quyền địa phương, thế rồi đến các tân gia của các cháu ở trên này, thế rồi là bạn bè thân hữu của các cháu xa gần, từ xa xôi nhưng đã bớt chút thời gian vàng học để mà về đây thăm viếng chúng tôi. Chỉ tôi thì thôi, tôi cũng không biết nói gì hơn hết, thì xin cảm ơn tất cả các ban ngành địa phương ở đây và các tại địa phương đây và thôn ở đây mà đã chăm sóc chu đáo
đến mất chút những cái thời gian vàng ngọc để mà đưa chị tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng. Thế còn có những cái gì mà gia đình trong lúc tăng ra cuối dưới mà chưa hẳn thành ủng hộ, có gì sơ xuất thì cũng xin là mà ở đây tất cả toàn thể biết thứ cho gia đình. Vừa rồi vị đại diện cho thân nhân gia đình cũng đã có lời đáp từ cảm tạ đến toàn thể họ hàng nội ngoại, các tổ chức chính trị xã hội, các ban ngành đoàn thể, bà con lối xóm đã đến thăm hỏi động viên và viếng thăm chia buồn. Và sau đây đến giờ lễ di quan, xin mời ông lãnh trưởng bên thực hiện điều hành đưa tang. Cháu đã qua đi. Bình minh một ngày mới lại về. Tiếng chiêng tiếng trống của ban tang lễ vừa thong thả đổ hồi, vừa thông báo với cán bộ hội và nhân dân thôn làng giờ truy điệu và tiễn đưa mẹ ra nơi tĩnh địa. Đời mẹ từng trải gian lao, vì con mẹ vượt qua bao nhọc nhằn. Lời mẹ dạy con đinh đinh trong dạ, ơn nghĩa mẹ ví tựa núi sông. Làm tôn quế tử tươi hồng, mẹ ơi công dưỡng dục ví bằng biển cả, ơn sinh thành ví tựa non cao. Những mong báo đáp công lao, giờ đây con biết tìm mẹ nơi nào, mẹ ơi. Đâu còn thấy vào da bóng dáng của mẹ già trăm kính ngàn yêu. Nhớ mẹ sớm sớm chiều chiều, bữa ăn giấc ngủ bao điều ngẩn ngơ. Đêm thương ngày nhớ thẫn thờ, đau thương này biết bao giờ cho nguôi. Âm dương đôi nẻo cách vời,
mẹ về, con ở trên đời tiếc thương. Kể từ đây, bà đã mãi mãi rời xa ngôi nhà mái ấm, nơi bà đã sống di dưỡng tuổi già trong sự chăm sóc phụng dưỡng của các con với tất cả tấm lòng hiếu nghĩa đền ơn. Xe đưa bà tới non tiên cảnh Phật, dẫn hồn về với đất Tây Phương. Sau xe là cả niềm thương, nỗi nhớ của cả quê hương xóm làng. Đúng là trên thế gian này không còn có nỗi đau nào hơn cảnh chia ly giữa người ở lại chốn trần gian với người về nơi chín suối. Chính vì vậy mà cổ nhân xưa đã từng nói: sinh ly giữ từ biệt, từ cổ tị toan tâm. Tạm dịch nghĩa là sự chia ly giữa kẻ sống và người chết từ cổ đến giờ đều thấy cay ở mũi. Ngày nay một bậc vĩ nhân của nước ta cũng có câu: đành rằng sự mất còn là luật chung của tạo hóa, nhưng gặp lúc sinh ly tử biệt thì khó mà ngăn nổi nỗi xót thương. Có nỗi đau nào hơn nữa không? Đầu xanh đầu bạc quặn trong lòng, ra đi người để bao thương tiếc, nước mắt trào đau chảy vào trong. Đến với lễ tang bà hôm nay, bằng cả tấm lòng, đội trống đội kèn tiễn biệt người trong giây phút thiêng liêng và sang trọng. Tiếng trống tiếng kèn nghe vang vọng một vùng quê, tiết tấu nhạc buồn mà trang hoàng cởi mở. Đó thực sự là đoàn kết, bản hợp tướng của đồng quê vang trong khoảnh khắc. Nỗi tiếc thương này lắng đọng sâu xa. Khi sống, bà luôn trân trọng tình làng nghĩa xóm, nên khi bà đi xa, tình làng nghĩa xóm đối với tang quyến như một nhà thủy chung như nhất. Đi đầu đoàn đưa tang là cờ đối chướng đang tung bay dợp cả trời xanh. Vòng hoa nối tiếp vòng hoa, tình sâu nghĩa nặng gần xa cùng về. Vòng hoa rực rỡ đồng quê, trải dài như sóng nhấp nhô dòng người. Sống vinh hạnh, chết vẻ vang, người đi thanh thản suối vàng nâng niu. Bước chân con chậm chậm, nhưng nhớ lại thời gian kéo dài buổi tiễn đưa bà về cõi hạ. Nước mắt tuôn trào theo mỗi bước chân. Trong đoàn người tiễn đưa bà về nơi an nghỉ cuối cùng hôm nay, có đông đủ bà con, anh em, cô dì, chú bác, dân làng, tình liên gia, thông gia, bạn bè bằng hữu gần ta, và tình cảm thiêng liêng của tình đồng chí. Quý là tình cảm thiết tha, trọng là nghĩa cảm đậm đà thủy chung. Đoàn người đi nghiêng nghiêng, đoàn người cao vời vợi, như đang đi lên trời đưa người về cõi Phật. Đoàn đưa tang thật dài, người đông như vô tận, linh cữu đi chậm chậm, mồ hôi hòa nước mắt, nghĩa ân tình lắm sâu. Ơi đồng nội quê hương, trải chín nắng mười sương trong dải dầu mưa sớm.
đưa linh cữu mẹ ra nơi tĩnh địa. Nghi trượng thật trang trọng, chan chứa tình người. Một rừng khăn trắng đưa tang, người đi con cháu dân làng tiễn đưa. Dẫn đầu rực rỡ chướng cờ, gió đồng thổi nhẹ trời đưa mẹ cùng. Tiếp theo là cỗ Phật đình, các bà dẫn bước vong linh mẹ hiền. Thoát cõi trần đến non tiên, thành thơi tọa lạc đài sen nghìn đời. Thank you.
thời gian 5 tháng rồi sẽ qua đi, nhiều sự việc rồi sẽ đưa vào quên lãng. Nhưng chắc rằng con cháu của bà sẽ còn nhớ mãi sự việc diễn ra trong ngày tang lễ. Một ngày tiễn mẹ đi xa, thiên thời địa lợi nhân hòa, mẹ ơi, cứ như sắp đặt của trời, tang gia bối rối có người bảo ban lo cho mọi việc chu toàn, biết bao tình cảm chứa chan tình đời. Lễ tang đưa suốt đường dài, họ hàng làng xóm chan hòa thật đông. Chướng cờ bay đón gió đồng, khăn tang trắng xóa nặng lòng người đưa. Trời đất an ủi chúng con, bạn bè thân hữu một lòng tiễn đưa. Mẹ đau trời đất nổi dâng, mẹ đi trời muốn an lòng người đưa. Đất lành phong cảnh người xưa, sinh thành vạn thế đón đưa ân tình. Con như thấy sự hiển vinh, tổ tiên họ tộc nhà mình danh thơm. Bao đời manh áo bát cơm, cháu con ghi tạc công ơn mẹ già. Dù ở gần hay ở xa, quê hương nguồn cội vẫn là ở đây. Một vùng thương thảo hương bay đất lành, từ đây khắp một chữ danh, người xưa nay đã trở thành cổ nhân. Khi đến gần huyện, trong giây phút đau thương tràn đầy nước mắt này, con cháu buôn núi giữ cỗ quan tài từ từ đi xuống huyện. Thiên thu vĩnh biệt là đây, ơn trời cao lồng lộng, ơn đất dày thẳm sâu. Sống nhờ đất, chết lại về với đất, bởi có tình người làm ăn chân thật. Ông cha ta đã dày công nuôi đất, đất tốt tươi, đất lại nuôi người. Đúng là người với đất là bạn đời muôn thuở. Và đất nước này cũng trải qua bao cuộc thăng trầm lịch sử. Ta nhớ ơn người muôn thuở, đất nước ơi. Đây, nắm đất quê nhà, con cháu đắp lên phần mộ, chúc người yên giấc mộng thu. Nghìn thu thơm thảo đất nước làng quê hương. Ôi, cái chết đã gieo mầm sự sống, người hóa thân vào đất quê hương, cho hoa trái bốn mùa hương thơm vị ngọt, cho đồng quê bát ngát mùa vàng. Ôi đau đớn lòng con, mẹ đã về thẳm sâu lòng đất. Con ở miền trần chạy lòng thương nhớ, âm dương cách nào bỗng chốc nhìn thu trong một phút. Nhìn qua đống đất dạng dầu dầu, trời đất xa vời đã dành ba thước định trăm năm. Cả đến ân tình lòng bỡ ngỡ, bởi trong chín tầng mây phủ ba thước đất đẹp. Cảnh tình lai láng thương nhớ thàm quê, thế là mẹ đã về nơi tiên thất. Âm dương ly biệt muôn lòng xót xa, vắng mẹ già cạnh nhà lạnh lẽo, còn thấy đâu trên nẻo đường
quen. Sớm hôm tối lửa tắt đèn, còn đâu bóng dáng thân quen mẹ về. Thế là hết mẹ đi, đi mãi, công đức dày để lại cháu con. Ơn người ví tựa Thái Sơn, cho dù bể cạn con còn ghi sâu. Mẹ ơi, con tìm mẹ tìm đâu thấy nữa, cảnh chia ly muôn thuở lòng đau. Xa người con nhớ mãi câu, tình thân nghĩa tử trước sau khôn cùng. Vĩnh biệt người tình chung khôn sẻ, già đi vui con trẻ đau lòng. Tình sâu bể cả khôn đăng, thương người con cháu muôn dòng lệ rơi. Nghìn lần lạy mẹ, mẹ ơi, chúng con mong mẹ ngập cười ngàn thu. Người là hoa của đất, đất yêu người từng không phụ đất. Đất quê hương đã ôm trọn người con yêu quý vào lòng, đưa con về với giấc ngủ thiên thu. Mẹ ơi, mẹ suốt một đời vất vả, sống hết lòng vì nhân nghĩa yêu thương. Vì chúng con mẹ thức trắng đêm trường, vì nội ngoại mẹ hy sinh tất cả. Mẹ ơi, sao mẹ đi vội vã, để lại lòng con bao nỗi đớn đau. Mẹ ơi, lòng chúng con đau như xé, đâu ngỡ rằng vạn dặm cách xa. Con những mong được phụng dưỡng tuổi già, bù cho cha mẹ những gian lao vất vả. Mẹ ơi, sao mẹ đi vội vã, hãy dừng chân và dìu dắt con thêm. Giờ thương đau cao ngất chín tầng mây, còn cách biệt đâu nhìn thấy bóng mẹ. Mẹ ơi, mẹ đi là nhường hết, chẳng hưởng gì phúc lộc điền viên. Đối với con công đức chưa báo đền, con sẽ cố làm vui lòng cha mẹ. Mẹ ơi, tuổi của chúng con còn trẻ, sống dại khờ chưa hiểu hết nỗi nông sâu. Nếu khi xưa chót làm mẹ buồn rầu, ngàn lạy mẹ hãy rộng lòng lượng thứ.